thằng Apple nó về Việt Nam nó đầu tư. Nó biết gì cộng không? Biết chứ. Nó biết độc tài không? Biết. Nhưng mà quý vị nên nhớ cái đầu của người ta, một cái tập đoàn công ty lớn, người ta có cái đạo đức của người ta nữa. Đạo đức là gì? Nếu nó đi về Việt Nam, quý vị phải nên nhớ, quý vị phải cảm ơn nó. Là bởi vì sao? Nó tạo được công ăn việc làm cho mấy chục ngàn người. Thí dụ như thằng Intel nó vô Việt Nam, ít lắm cũng phải có 10.000 công nhân đi làm. Cái hãng giày Nike nó vô cũng phải có 5-6 ngàn người, 10 người. Thằng Samsung nó nhảy vô đất nước Việt Nam có 20-30 ngàn người làm cho nó. Honda nó nhảy vô có 30-40 ngàn người làm cho nó. Bây giờ á, báo chí Việt Cộng á, cái đám dư luận viên á, thì nó tấn công. Nó nói, tuổi nó đầy lo ngàn quốc vô bóc lột. Bây giờ nó đết vô, mày có muốn nó bóc lột không? Nó trả lương rẻ bèo. Mày biết tại sao nó trả mày lương bèo không? Ở bên Mỹ là 15 đô, giờ nó về bên Việt Nam có một tiếng đồng hồ có 1 đô, 2 đô. Mày biết tại sao nó trả mày 1 đô? Nó dựa theo lương căn bản nó trả. Mày đi chửi thằng Nike, mày đi chửi thằng công ty gì, may mặc gì mẹ, Hunchen, Bunchen. Mấy thằng đó nó không, no way, không có nó. Nguyên một cái đám công nhân khu chế xuất ăn cám hết. Mà không có việc làm á, thà nó có đồng ra đồng vô, còn có tiền mua gạo, mua mắm, mua muối. Mấy thằng tư bản nó không ở Việt Nam á, ăn cám hết cả lũ. Giàu thì nó ghét, mà đối xét thì nó khinh, mà văn minh là tiêu diệt. Nên nhớ, có những cái tập đoàn tư bản lớn họ về Việt Nam, họ mới cho người Việt Nam biết được luật lao động là gì, internet có làm sao. Không có cái đám tụi nước ngoài đầu tư, quý vị không có internet quý vị chạy luôn. Tôi dám bao quý vị luôn. Thời cái thời mở cửa là vậy.